chục thùng và bao mứt được dán nhãn Trung Quốc. Chỉ sau 3 đến 5 phút đã được khoác áo mới, có nguồn gốc từ Việt Nam. Xuân Đỉnh, nơi làm mứt nổi tiếng tại Hà Nội, nhộn nhịp nhất là những ngày trước Tết. Thế nhưng để tiếp cận được hoạt động sản xuất ở đây không hề đơn giản. Tại một cơ sở được giới thiệu là có truyền thống nhiều năm và được cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm. Không thấy dấu hiệu của hoạt động sản xuất những ngày giáp Tết. Trao đổi với chúng tôi, chủ cơ sở cho biết, ngoài sản xuất, cơ sở còn nhập các loại mứt về để đóng gói. Trên đấy chuyên bán buôn mà. Nghĩa là các tỉnh là về để mua buôn. Cô thì năm ra tận các buôn rồi đấy. Mỗi ngày nhà mình làm nơi sản xuất là bao nhiêu củ? Đóng gói là bao nhiêu? Chả biết được bán thế nào thì là làm đấy. Bây giờ không làm nhiều như hôm trước nữa. Làm đâu rồi? Sau nhiều lần hỏi về nguồn gốc và muốn nhập số lượng lớn, chúng tôi tiếp cận được kho cất giữ hàng trăm thùng mứt Trung Quốc mà theo chủ cơ sở gọi đây là mứt nhập. Đây có những loại nào đây? Bây giờ thì chắc chúng mày đặt bây giờ thì cô chịu, bởi vì là nguyên liệu nó hết rồi. Nguyên liệu nó hết mà chúng mày cầu kỳ như này phải làm ngay đầu vụ thì có nguyên liệu ngon đẹp, nhưng đến giờ cuối vụ bây giờ mà làm thì... Năm nay làm được ít nguyên liệu ạ? Hôm nay chị đã bảo là mười mấy rồi. Hôm nay là 16 rồi. Và người ta nhập, người ta về, người ta đóng gói từ đầu tháng hết. Và đến giờ này là kho cái người ta đầy rồi. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết cách thay áo mới cho mứt rất đơn giản. Đầu tiên là trộn các loại mứt vào với nhau. Cho mứt vào túi ni lông. Đóng hộp. Và cuối cùng là dán nhãn. Thay vì là nhãn Trung Quốc, sẽ là nhãn Việt Nam. Giá đây quá rẻ luôn. 400g cả hộp có 25.000 thôi. Bao nhiêu ạ? 25.000. Còn đâu người ta bán ra, theo nhà máy là bán ra là 450.000. Theo quá một cầu nữa là 30.000, 35.000. Đấy, các em vào đây chị chỉ lấy cái giá như thế thôi. Hàng hóa bây giờ năm Tết Kỷ Hợi này này, hàng hóa hết sức phong phú dồi dào. Nhất là hàng công nghệ phẩm, bách hóa, bánh kẹo, chè, thuốc. Thoải mái. Rồi biên giới chúng ta mở cửa hơi toang, cho nên nó vào thoải mái. Cho nên tất cả là người tiêu dùng người ta chịu trận trong dịp Tết cũng như bình thường. Nhưng mà cái điều quan trọng ấy, tôi muốn nói là chất lượng hàng hóa, thương hiệu bán lẻ thế nào. Người tiêu dùng rất khó lựa chọn như đi vào ma trận hàng hóa trong dịp Tết cũng như bình thường. Còn đây là một cơ sở khác tại Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Cơ sở này chuyên nhập mứt Trung Quốc về đóng gói và rất có thể đó cũng là lý do để việc tiếp cận không hề dễ dàng. Theo tiết lộ của người bán loại mứt này thì càng gần Tết, lượng tiêu thụ càng nhiều vì giá thành rất rẻ. Như hôm nay chị đóng đi cho khách hết rồi. Cái hộp này, em biết hộp này sao số không? Là hàng hoàn Shopee của chị đấy. Hả? Hàng hoàn Shopee á? Cho nên là về đến nơi nó mới lăn lóc, nó mới xấu xí như thế đấy. Không bán hộp này là phải sửa đã. Còn bình thường thì nó cũng đẹp, long lanh như thế này đấy đâu. Quay rẻ, nó quay rẻ của hàng Tàu. Mức nhà chị có hàng Đà Lạt, hàng Hà Nội, hàng Tàu, ba hàng. À, nếu như hộp thực phẩm thì là cho lẫn cả 3 vị vào. Đây là mứt Tết được mua tại cơ sở mà chúng tôi đã tiếp cận. Quan sát bằng mắt thường, nguyên liệu mứt có màu sắc rất sặc sỡ. Bao bì được dán nhãn đầy đủ, không khác gì những hộp mứt khác. Vậy nên để người tiêu dùng có thể phân biệt được thật giả là rất khó khăn. Chúng ta phải thiết lập lại cái trật tự về kinh doanh trên thị trường, cái kỷ luật sản xuất trên thị trường. Và nếu không ấy, hiện nay là hàng dởm, hàng giả, hàng kém mất phẩm chất tràn lan trên thị trường. Người dân phải tìm đến những địa chỉ
phục vụ mình quanh năm tử tế, mua bán yên tâm, hàng có nhãn mác, có QR code, có xuất xứ nguồn gốc, và có bao bì và có hóa đơn mua bán để mà mua sắm, nên tập trung vào siêu thị. Mứt là món ăn truyền thống mỗi dịp Tết đến xuân về. Vì vậy, muốn chọn được loại mứt hợp khẩu vị và an toàn để nhâm nhi đãi khách, cần đặc biệt chú ý. Chọn mứt có màu sắc tự nhiên, tránh những loại có màu sắc sặc sỡ, bắt mắt, vì rất có thể nhà sản xuất đã dùng đến những loại phẩm màu không tốt cho sức khỏe. Những loại mứt không dùng chất bảo quản, thường chỉ có hạn sử dụng trong vòng 3 tháng, nên khi mua cần hỏi kỹ người bán về hạn sử dụng của từng sản phẩm. Quan sát để nhận biết mứt ngon, không chọn những loại mứt có dấu hiệu bị mốc, chảy nước hoặc có mùi hôi chua. Không ham rẻ mà lựa chọn những loại mứt nhập không rõ nguồn gốc.